Ngày 23 tháng 7 tại xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên đã tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng cùng kiến nghị của cử tri các xã Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng và Xuân Tầm. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ nhất và thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa 18 và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021, cử tri các xã của huyện Văn Yên bày tỏ vui mừng phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm và thực hiện chương trình hành động cụ thể, thiết thực như đã hứa trước cử tri. Cử tri các xã kiến nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở tầng giao thông, thủy lợi cùng các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn đối với các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt cử tri kiến nghị hiện tại tuyến đường trục chính Đông An Gia Hội chạy qua địa phận xã Phong Dụ Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh sớm đầu tư cho nhân dân đi lại thuận tiện. Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương đi lại của nhân dân và học sinh trong mùa mưa lũ. Cử tri cũng kiến nghị với tỉnh và huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa thôn, vì sau sáp nhập các nhà văn hóa cũ không ở trung tâm và quy mô nhỏ hẹp, không đủ diện tích sinh hoạt, hội họp và để hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đầu tư xây dựng nâng cấp điện lưới quốc gia, nâng cấp trạm y tế xã, đầu tư cấp nước sạch hợp vệ sinh cho các thôn bản đặc biệt khó khăn, có chính sách ưu tiên vùng 2 đối với khu vực miền núi. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến, tâm huyết, trách nhiệm và xác đáng của cử tri các địa phương về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời nhấn mạnh những điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong những tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ghi nhận, chia sẻ và trao đổi làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở tầng, nhất là tầng giao thông nông thôn tại các xã vùng khó khăn. Theo đó, đối với tuyến đường Đông An Gia Hội sẽ sớm khởi công trong thời gian tới. Đề nghị cấp ủy chính quyền cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị huyện Văn Yên cần quan tâm dành nguồn lực để đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh bán trú trên địa bàn.